nay mình kiểm tra lại kết quả của cái mai sau một tuần mang vào nhà. Hoa đã nở tưng bừng. Một tuần trước mang vào không có một cái đốm xanh nào cả, không có một cái bông hoa nào. Nhưng mà sau một tuần ở trong nhà trời ấm và gần cái hít, gần cái sưởi nên là hoa bắt đầu nở bung hết. Chưa tới ngày 2-3 tháng chạp nhưng mà đã hoa đã nở bung hết. Sáng là cuối tuần phải cho thêm vài cành nữa vào để cho đúng Tết mà hoa nở thêm. Chứ để này từ giờ đến Tết là sẽ nở bung hết. Mai ở đây thì không đẹp bằng mai ở Việt Nam. Mai Việt Nam cái cánh tròn hoa đào ở Việt Nam thôi. Còn cái mai ở đây nó cái lá cánh hoa của nó hơi nhọn nên nhìn nó không được tròn trịa, không được đẹp như là cây mai ở Việt Nam. Đây, cánh mai nhá. Cánh mai nó thường ở đây mai nó thành chỉ có trông như này, nó chỉ có 4 lá, 4 cánh hoa. Mà nói chung là cũng để cho nó có không khí này. Mà gọi là có không khí Tết một tí. Thế nó đi ra xem cái cây mai ở ngoài vườn vẫn sáng chim vào vườn nhà mình, hôm nào chim cũng đậu đầy trên sân, nhất là buổi sáng và tầm hơi chiều tí. Buổi sáng và tầm 3-4 giờ chiều chim thường đậu rất là nhiều trên sân và trên những cây xung quanh. Đây có hai con đang ăn đồ đằng trước. Thế bây giờ ra ngoài xem cái cây mai mà mình đã cắt đằng trước xem cái đã nó ra cái nụ nào chưa. Cái mai nhỏ đằng sau, chắc cái chậu này có khi phải
mang vào nhà thì để chơi thì nó ra hoa được. Đây cũng chưa có cái hoa mà vẫn là nụ. Cây này cây nhỏ nhưng cái nụ rất là vẫn rất nhỏ. Cây này cây bên cạnh này thì cũng vậy, chưa có một chút hoa nào ra. Trước thì mới chơi được. Ok, vậy là xem tuần sau mấy cây mai là sẽ lên như thế nào nữa. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Cảm ơn nhé.